Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark One. Ngày hôm qua, ngày 4 tháng 5 thì Apple đã chính thức cho ra mắt chiếc MacBook Pro 13 inch mới nhất của mình là 2020. Trong cái bối cảnh tình hình thế giới đang dịch bệnh tràn lan như thế này, tuy nhiên thì em nó vẫn được sự quan tâm rất là lớn từ phía người dùng bởi vì nó đã có một cái bước cải tiến rất là lớn với là bàn phím cắt kéo và đặc biệt là con chip thế hệ thứ 10. Cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì intro nào. Mark One số 1 về Mac. Đầu tiên thì MacBook Pro 2020 được trang bị bàn phím Magic Keyboard thế hệ mới nhất, thứ mà được trang bị trên MacBook 16 inch cao cấp và MacBook Air trong hồi tháng 3 vừa rồi. Bàn phím này thì có cơ chế cắt kéo được thiết kế lại với hành trình phím 1mm cho cảm giác gõ thoải mái và ổn định hơn rất nhiều so với Butterfly thế hệ trước. MacBook Pro 13 inch 2020 đã đánh dấu sự kết thúc của bàn phím cánh bướm sau nhiều năm để lại những cái hạn chế trên bàn phím của Apple. Năm nay thì Apple đã chính thức bỏ đi ổ cứng 128GB trên các dòng MacBook của mình, kể cả là MacBook Air hay là MacBook Pro. Và mình nghĩ là ổ cứng này cũng sẽ không còn xuất hiện trên các dòng MacBook nữa, mà chúng ta chỉ còn tìm thấy trên dòng iPhone hoặc là iPad thôi. Ổ cứng SSD cho tốc độ siêu tốc vẫn luôn là thứ mà người dùng yêu thích, với tốc độ đọc ghi cao lên tới 3GB trên giây. MacBook Pro 13 inch 2020 hiện có lưu trữ dung lượng gấp đôi thế hệ trước, cho dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn từ 256GB cho tới 1TB. Do đó thì chúng ta có thể lưu trữ được rất nhiều ảnh hay là video. Và đối với những người dùng chuyên nghiệp hơn ấy, thì chúng ta có thể lựa chọn những bản SSD lên tới 4TB. Điểm thứ ba là về hiệu năng thì năm nay Apple đã chính thức trang bị con chip Intel Core i5 thế hệ thứ 10 cho MacBook Pro 2020, có thể đạt tốc độ lên tới 4GHz. Và những người lên đời từ dòng MacBook cũ sẽ được trải nghiệm tốc độ nhanh hơn 2.8 lần theo công bố từ nhà sản xuất. MacBook Pro 2020 cũng được trang bị bộ vi xử lý Intel Iris Graphics, giúp tăng 80% hiệu năng so với các hệ trước khi mà chỉnh sửa bằng video 4K. Máy cũng có thể xuất ra màn hình Pro Display XDR với độ phân giải là 6K. Bên cạnh đó thì ngoài những bản 8GB mặc định như mọi năm thì năm nay Apple đã chính thức có bản option lên tới 16GB cho các bạn lựa chọn. Tuy nhiên thì dòng 13 inch vẫn chưa có cạc đồ họa rời, nên là những anh em nào làm đồ họa thì chắc chúng ta vẫn phải tham khảo sang dòng 15 inch rồi. Trong thông cáo báo chí của mình thì Apple đã khẳng định là cho dù bạn là sinh viên đại học, nhà phát triển hay là chuyên gia sáng tạo, MacBook Pro 2020 sẽ mang lại hiệu năng mạnh mẽ, màn hình Retina tuyệt đẹp và thời lượng pin cả ngày trong máy tính xách tay chuyên nghiệp nhất của chúng tôi. Và để kiểm chứng xem lời Apple nói có đúng không thì chúng ta cùng chờ máy về tới thị trường Việt Nam. Mark One sẽ cố gắng có máy và trên tay nhanh nhất để gửi tới bài đánh giá cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.